Em nhân chào quý cô chú anh chị. Ngày hôm nay em sẽ làm một cái video theo kiểu là xem xe online. Tại vì em nhận thấy là các cô chú anh chị khách hàng của em Nhân đa số là ở tỉnh xa không à. Thì cũng hơi xa xôi cho nên là lên trực tiếp showroom coi xe thì hơi khó. Thì cô chú anh chị mình cũng yêu cầu em Nhân là quay chi tiết những cái dòng xe mà cô chú anh chị mình quan tâm. Thì ngày hôm nay sẽ là dòng Corolla Cross. Em sẽ quay chi tiết từ trong ra ngoài, nội thất đen là như thế nào, nội thất đỏ như thế nào và những cái trang bị chi tiết trên xe. Em mời cô chú anh chị mình cùng theo với em Nhân nha. Cô chú anh chị muốn coi xe nào thì cứ comment, em sẽ quay chi tiết xe đó cho cô chú anh chị mình coi. Xem video em Nhân, cho em Nhân xin một cái đăng ký kênh nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Đầu tiên là về màu sắc xe nha cô chú anh chị. Thì những cái màu sau đây là em Nhân có sẵn và giao kịp cho cô chú anh chị mình trong tháng 9 này. Ở phiên bản máy xăng 1.8V thì em Nhân đang có là màu trắng ngọc trai. Đây, bên này hàng cô chú anh chị. Thì màu trắng ngọc trai nó sẽ có hai sự lựa chọn cho cô chú anh chị mình. Một là nội thất đỏ, hai là nội thất đen. Tí nữa cô chú anh chị mình cùng coi nội thất với em Nhân để mình có cái nhìn rõ hơn về nội thất, để mình đưa ra cái lựa chọn theo mong muốn và cái sở thích của mình nha cô chú anh chị. Và màu thứ hai là màu xám xanh. Đây, đó. Và một cái màu nữa em Nhân cũng sắp có, chắc có thể là qua tuần có, là màu xám xi măng nha cô chú anh chị. Đó, xám xi măng. Đó, thì em xin phép được chèn cái hình ảnh xe màu xám vô cho cô chú anh chị mình coi. Nếu cô chú anh chị mình thích thì sở hữu em này. Và màu xám xi măng này là nội thất màu đen. Và cái màu xám xanh trên hình của chú anh chị mình thấy cũng là nội thất màu đen. Vậy thì trong tháng 9 em Nhân có 3 màu có thể giao cho cô chú anh chị mình ở phiên bản Corolla Cross 1.8V hay gọi là máy xăng nha cô chú anh chị. Còn đối với bản Hybrid thì em Nhân có duy nhất một xe là trắng ngọc trai và nội thất màu đen. Thì hôm qua tới giờ cũng ít nhất cũng khoảng hai khách hàng hỏi em Nhân về cái xe Hybrid đó, nhưng mà đang mong muốn là cái nội thất màu đỏ. Nhưng mà rất tiếc là trong tháng 9 này em Nhân chỉ duy nhất một xe là màu trắng ngọc trai và nội thất đen thôi nha. Về giá cả thì em xin thông tin thêm cho cô chú anh chị mình. Đối với bản máy xăng 1.8V thì hiện nay lăn bánh ở Hồ Chí Minh là tròn 900, còn ở tỉnh thì nó thấp hơn, đâu đó tầm khoảng 20 triệu tùy theo tỉnh xa hay tỉnh gần. Đó anh chị ha, thì cái giá nó cũng đang rất là hữu nghị và ưu đãi. Ngoài ra còn tặng thêm phim cách nhiệt trải sàn, đồ cho anh chị mình đầy đủ nha. Thì anh chị mình nghiên cứu thử coi. Tại vì xe cơ bản thì nó cũng đã trang bị khá đầy đủ rồi. Mình phim cách nhiệt, mình trải sàn, nếu được thì thêm cái camera hành trình nữa là quá tuyệt vời của chú anh chị. Đó, của chú anh chị mình coi nè, ở đầu xe là hệ thống đèn là full LED hết rồi. Đó, cảm biến đầy đủ nha, đèn sương mù, đèn sương mù nè, cũng dạng LED, đèn xi nhan này kia rồi là dạng LED chạy, nhìn rất là đẹp nha anh chị. Đó, phía trước là có cam 360, rồi có cái radar của gói an toàn Toyota Citizen, bao gồm là cảnh báo tiền va chạm, tức là cô chú anh chị mình chạy ở tốc độ cao mà có nguy cơ va chạm với xe phía trước thì nó sẽ cảnh báo cho mình, nếu mình không kịp thắng thì nó sẽ tự thắng luôn. Đó, rồi cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, rồi điều khiển hành trình chủ động, tức là chạy bám đuôi với xe phía trước, là rất là hữu ích cho cô chú anh chị mình thường xuyên đi cao tốc á. Mình chạy ga tự động á cô chú anh chị, cruise control á, hồi xưa là mình quen cái thuật ngữ đó rồi đúng không ạ? Thì ngày hôm nay những cái xe này nó còn tân tiến hơn một tí xíu nữa, là nó điều chỉnh được cái khoảng cách và cái tốc độ với xe phía trước luôn. Nó làm sao cho cái hành trình mình nó là an toàn nhất nha cô chú anh chị. Thì những cái công nghệ hiện đại hiện nay thì nó cũng khá là tiên tiến, nó hỗ trợ cho người lái, nhưng quan trọng vẫn là mình. Mình vẫn phải tập trung cầm vô lăng và lái xe, điều khiển xe nha. Những cái này là giống như là một cái người hỗ trợ mình thêm thôi. Rồi nó có thêm một cái nữa cô chú anh chị, đó là đèn chiếu xa tự động. Cái này nó cũng thông minh lắm. Bình thường cô chú anh chị mình ở chạy cao tốc mà đường tối, hoặc là đường trường mà đường tối, thì anh chị mình phải chuyển từ đèn chiếu gần sang chiếu xa để cái tầm quan sát mình nó tốt hơn đúng không ạ? Còn đối với xe này, khi mà bật chế độ đó rồi thì nó sẽ tự tính toán được đường nào tối, đường nào sáng. Tối thì sẽ tự động bật đèn chiếu xa lên cho cô chú anh chị mình có tầm quan sát. Còn khi mà có xe xuất hiện ngược chiều hoặc có đèn đường, nó sẽ chuyển xuống đèn chiếu gần. Đó, nó rất là hay nha. Anh chị mình chỉ cần tập trung mình lái xe thôi. Còn cái việc nhá đèn này kia rồi thì nó đã tự động hết cho anh chị mình, nó điều khiển hết cho anh chị mình. Anh chị mình chỉ cần tập trung đánh lái, tập trung quan sát, làm sao cho cái hành trình mình nó là an toàn nhất là ok nha cô chú anh chị. Đó, hiện nay thì mọi công nghệ nó cũng khá là tiên tiến rồi cô chú anh chị ha. Mâm bánh nè, đó. Rồi, bên hông nè cô chú anh chị. Đó, ở sau này nó có phần cúp điện nha cô chú anh chị. Đó, thì những mẫu Corolla Cross đời trước á, từ trước 2023 thì nó chưa có cúp điện. Còn hiện nay những đời mới là nó sẽ có cúp điện đầy đủ hết.
đó, và nó rất là rộng rãi nha. Xe này thì 5 chỗ nha cô chú anh chị, 5 chỗ thôi, gầm cao đô thị. Cốp này có đảm bảo cho cô chú anh chị mình chở đồ ok chưa ạ? Đây đó, ví dụ gia đình mình đi chơi mình để qua ly hành lý trong đây thì thoải mái anh chị ha. Rồi cốp mình muốn bấm trên cái remote cũng được, mình muốn bấm nút này cũng được, hay là mình đá cốp cũng được. Anh chị mình thấy tiện cái nào thì mình làm thôi. Nó sẽ có 3 cách để mở cốp anh chị ha. Bấm nút ở trên dưới cái logo này, rồi bấm trên cái remote, và có thể mình dùng cái chân để mình đá cốp. Đó thì tùy anh chị mình thấy cái nào tiện thì mình làm thôi. Và phía sau này sẽ có cái dòng chữ là Cola Cross 1.8V. Ở dưới này thì có một cái dãy cảm biến. Đây anh chị ha, dãy cảm biến chỗ đang đen nè anh chị. Đây, thì cái này khi mà gần va chạm với, ví dụ mình lùi vô nhà, lùi vô hẻm hay lùi vô đâu mà nó có vật cản phía sau á, tầm khoảng 0.8m, thì nó sẽ báo anh chị mình ha. Nó báo anh chị mình để mình bằng âm thanh á, để anh chị mình biết là sắp có nguy cơ va chạm, để mình quan sát kỹ hơn và mình tập trung mình lùi làm sao an toàn nhất nha anh chị ha. Rồi bên trong này em cho cô chú anh chị mình coi nội thất đỏ như thế nào và nội thất đen như thế nào, và cái sở thích và cái mong muốn sở hữu mình là cái màu nào. Đầu tiên là nội thất đỏ nè anh chị, thì nó sẽ có sự khác biệt với lại màu nội thất của những đời trước nha. Đời trước thì nội thất đỏ nó hơi tối màu một tí xíu, nhưng mà đời này đỏ là nó đỏ hơi tươi đó anh chị mình ha. Mình nhìn mình hình dung mình sẽ liên tưởng và mình thích cái màu nào. Hoặc là cần thêm thông tin thì cứ gọi cho anh Nhân nha cô chú anh chị. Đó, ở trên cái cánh cửa nó cũng có một cái miếng đỏ như vậy luôn nha cô chú anh chị. Ghế lái được chỉnh điện nha cô chú anh chị. Ghế lái được chỉnh điện. À quên, những cái xe này là xe mới nha, sản xuất 2024 nha cô chú anh chị, mới 100% nha. Đó, màn hình 9 inch, hộp số tự động, và đời 2024 này được nâng cấp lên là phanh tay điện tử auto hold. Hồi đời trước á là nó có cái chân phanh đây nè. Nhưng mà đời này thì đã được nâng cấp lên là phanh tay điện tử rồi nha cô chú anh chị. Rồi, ở hàng ghế thứ hai đây cô chú anh chị ạ. Cục nội thất cũng ghế màu đỏ nha. Đó, anh chị mình coi màu đỏ trước, rồi tí nữa mình qua mình so sánh với màu đen. Coi mình hợp với cái màu nào và thích cái màu nào nha cô chú anh chị. Đối với màu trắng ngọc trai này thì em Nhân đang có 2 tông màu nội thất cho cô chú anh chị mình lựa chọn. Và đỏ và đen. Và đây, em mời cô chú anh chị mình coi nội thất màu đen. Dạ đây ạ. Ở đen là nó đen thui như vậy nè cô chú anh chị. Đó, anh chị mình coi ha. Ghế thì nó kiểu ôm sát lắm anh chị. Nó bó sát người á, mình ngồi mình tựa, mình ngồi mình cảm giác êm lắm. Nó ôm sát người, cảm giác ngồi lái hoặc là ngồi ở ghế phía trước nè, cảm giác nó thoải mái và nó tự tin lắm anh chị. Và ở hàng ghế thứ hai, nội thất là đen đây. Dạ. Màu xám xanh này thì em chỉ có một nội thất màu đen này thôi nha cô chú anh chị. Thì em Nhân thấy là nó cái màu xanh á, xám xanh này nếu mà mình đi với lại cái nội thất đen này nó cũng khá là hợp, nó hài hòa anh chị. Còn nó đỏ đợt này xong nó hơi nổi quá. Thì em Nhân chia sẻ là cái sở thích cá nhân thôi nha. Còn đối với cô chú anh chị mình thì em Nhân tôn trọng cái sở thích của cô chú anh chị mình. Dạ đây. Đó. Dạ đây, còn vị trí ghế lái nè, nó mỗi trang bị nó y chang thôi, nó chỉ khác màu thôi nha anh chị ha. Chỉ khác màu thôi. Đây, cũng màn hình y chang bên kia thôi. Bên này là bản 1.8V, còn bản Hybrid thì chắc qua tuần nó mới về cô chú anh chị. Trắng nội thất màu đen nha anh chị ha, trắng nội thất màu đen. Đó, anh chị mình coi mình so sánh nè, nội thất đỏ hay nội thất đen. Những cái xe khác thì nó chỉ có màu nội thất thôi, còn đối với Cola Cross này tới 2 màu. Và Camry cũng vậy, nó cũng sẽ có 2 màu, nhưng mà màu kem màu đen. Rồi Cola Altis nó cũng có 2 màu, màu kem với màu đen. Riêng Cola Cross thì nó có 2 màu là đen và đỏ thôi. Đó, anh chị mình coi, mình cân nhắc coi. Bên hông xe nè anh chị, cái dáng nó cũng cao ráo lắm. Đây là gầm cao đó cô chú anh chị, nhưng mà cũng chỉ có 5 chỗ thôi nha. Nó sẽ phù hợp với các gia đình trẻ nè, ví dụ như khoảng 1 tới 2 thế hệ là hai vợ chồng và con cái, thì đi những cái chiếc nhỏ gọn này chúng ta có thể kết hợp việc chúng ta đi làm, đi công tác, đi gặp đối tác. Đó, thì những cái xe này nó rất là phù hợp và nó xu hướng. Còn nếu mà cô chú anh chị mình theo kiểu là mua để đi gia đình nhiều thế hệ á, ông bà, cha mẹ, con cái, thì chúng ta nên lựa chọn cái Innova Cross này cô chú anh chị. Đó, như em Nhân có chia sẻ đó là những cái dòng này nó xem tiền nhau. Thậm chí là Cola Cross nó còn nhỉnh hơn Innova Cross 8 chỗ nè. Đây,
Đó, anh chị mình coi nè. Nhưng mà mỗi dòng nó sẽ có một ưu điểm riêng của chúng anh chị. Mình không thể nói là tại sao 8 chỗ lại rẻ hơn 5 chỗ. Mình phải coi cái trang bị trên xe, ngoại công nghệ trên xe. Đó, thì Kola Cross đang nhỉnh hơn về gói an toàn safety sen, nhỉnh hơn về những cái trang bị. Đó, thì anh chị mình cân nhắc tùy theo cái nhu cầu mục đích sử dụng của mình là cái gì. Đó, mục đích sử dụng mình là cái gì. Đó, em nói đơn giản thôi, như là chia sẻ lúc nãy là mục đích mình là đi gia đình nhiều người hay là ít người, cần đi công tác gặp đối tác hay là gì, thì nó mình đưa ra cái lựa chọn mình ha. Thì mình nó sẽ phù hợp với mình. Tuy nhiên thì đối với những đối tượng khách hàng khác thì sẽ phù hợp với người khác. Chúng ta không nên quy chụp, không nên quy chụp là của mình mà đi đè lên cái của người khác anh chị ha. Thì thôi, anh chị mình cứ coi, cô chú mình cứ coi. Cần thêm thông tin thì cứ gọi cho em Nhân. Em Nhân sẽ báo giá và tư vấn về những cái trang bị trên xe, những cái tiện nghi trên xe. Nếu cô chú anh chị mình thắc mắc chưa biết lựa chọn cái nào thì em Nhân sẽ tư vấn, đưa ra nhiều phương án, cô chú anh chị mình suy ngẫm và mình lựa chọn chiếc nào là phù hợp với mình. Vậy nghe cô chú anh chị, em xin kết thúc video ở đây.